cái này buổi tối hôm nay đã đến lễ Văn Thái và khi đang đến lễ Văn Thái thì nghe bà con bảo rằng là họ đánh xuống và sau đó là người họ tập trung ở các cái lối đường để chặn đường trả về để xong tôi thấy đã bị công an đến bảo rằng là rất là bất ổn cho nên là ngủ quan đã về hay là lên xe hay là để chúng tôi đưa về nhưng mà sẽ nói rằng tôi không việc gì mà tôi phải để cho các chị đưa về tôi có con cái của tôi và tôi đi dâng lễ ngày hôm nay đang bị đưa tôi về ngày mai đưa tôi đấy không việc thì tôi bị đưa ra là đã bị đưa tôi về cả và tôi dâng lễ tôi về thì tôi chết là đang hoàn chết thành sản em bỏ vấn đề gì hả việc gì mà đang bị phải đưa tôi về và đã muốn tất cả thế giới biết là cái chính quyền của huyện Quỳnh Lưu đang đối xử với đã bằng cái cho bẩn Quỳnh Lưu và xã Sơn Hải đang đối xử xử với cái như thế này. Bây giờ con nói ngay với cái báo đài để cho họ biết cái sự việc này. Và quân côn đồ đang kéo ra chặn ra hết tất cả các ngã đường và không cho cha đi về. Không biết nhưng mà nghe công an bảo rằng là ở ngoài xã Sơn Hải chừng khoảng 7 tháng và ở bên trên đâu người ta bảo rằng là có chừng khoảng 5-7 tháng kéo nữa đó là công an họ nói chứ còn mà thực tế thì chẳng không biết số lượng bao nhiêu.